Xin chào tất cả các mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu dòng máy cưa xích Estin 034 AV Super. Hàng này thì xi lanh 48 ly. Hàng là hàng của Đức. Về em đã đăng cử video trước rồi. Sản xuất năm 1990 nhé. Thì con này em đã bán cho anh Văn ở Bù Đăng, Bình Phước nha. Thì em sẽ test lại tiếng nổ cho anh xem lại lần nữa. Đó, thì với thứ hai là những anh em nào có cần mua những dòng tầm trung như thế này, nhỏ hơn một xíu cũng có, hoặc ngang tầm như này hoặc lớn hơn cũng có nha, thì liên hệ qua số điện thoại của em 0988 628 901. Đó, số điện thoại có sử dụng Zalo nha. Và đồ phụ tùng đi kèm em sẽ tặng cho anh Văn là một cái típ mở Moji nha, và một cái đầu lục giác để anh mở ốc ha. Đó, để anh mở những con ốc hoa văn như này. Đó, đôi khi ở bên đó là không có, nên là em sẽ tặng cho anh một cái lục giác này để anh mở nhé. Và thứ ba là em sẽ tặng cho anh một cái buji để anh sơ cua ha. Và thứ tư là em sẽ tặng cho anh một bình nhớt. Đó, bình nhớt pha xăng này thì cứ một bình nhỏ anh pha 2,5 lít nhé, 2,5 lít xăng. Đó, bây giờ em sẽ nổ lên rồi test cái máy cho anh xem. Rồi em sẽ đóng hàng trong chiều nay em gửi cho anh. Anh em nào có nhu cầu sở hữu những em tầm trung này thì liên hệ alo cho em nhé.